Hai các bạn, hôm nay mình ghé lại vườn chị Kim Lê Garden nè. Mình thấy ở phía trước chị có mấy cái bao phân 14-14 nè. Chị 100 bịch phải không chị? Cái này 100 đồng, 50 pound. 50 pound. Cái này vôi là 30 đồng. Vôi 30 đồng. Dạ, nó có hướng dẫn đồ này kia sử dụng mà tiếng Anh sao. Mà tại vì chị không biết tiếng Anh. Cái này bỏ vô, thí dụ đất nó bị chua trên, đất nó bị chua bỏ vô cho nó lên độ pH, cho nó neutralize lại. Dạ. Đó. Là cân bằng pH khoảng 6 tới 7 là good cho cây ăn trái nha mọi người. Dạ, còn cái kia là bone meal. Bone meal 90 đồng. 90 đồng mắc hả chị? Tại vì nó... Đúng rồi, bone meal mắc mà. Tại vì Home Depot nó bán cái bịch nó xíu mà nó bán hình như 10 mấy 20 đồng. Cái này là nặng lắm phải không? Dạ, bịch bằng cái bịch kia mà chị không biết bao nhiêu pound. Nó từ 50 pound. Xương cá hả? Xương động vật gì nè. Dạ, nó... 50 pound. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đó. Chị nói tiếng Anh không nghe cũng nhức đầu lắm. Mình đọc thì mình hiểu nhưng mà... mình có mới về cái này nè cho. Ví dụ như mấy cái này chị? Mà mình ship á thì mình để vậy mình ship thì nó được 6 feet. Mà nó dễ ship nữa, mình không có thay cây gốc to quá ha, cây rễ đặc à. Cây mấy cái này á là pick up 120. Pick up 120. Dạ, còn ship á thì 170. Thì không thay chậu thôi, thay nó cao lắm nha mọi người. Dạ, mà nhiều nhánh, cái đợt Lisa này em thấy nhiều nhánh ha, thường thường Lisa nó ít nhánh lắm. Mới ship được tại chị còn nợ order ship nhiều lắm nên là chị phải trả mấy cái order đó trước. Chị back order nha mọi người. Sao mà cái này mà em thấy cái chậu nhỏ xíu mà cái góc tổ chẳng nè mọi người. Cái này, ôi trời ơi. Còn là rễ không mà không có đất nha. Cái này này thấy thấy dễ không? Đó, cây nào cái này tới mùa xuân rồi, ai mà cần ăn trái nó xuống đất luôn nha mọi người. Cái này là trồng xuống đất được liền, khỏi phải thay chậu nếu mà xuống đất. Còn mà cái này là như ví dụ như cái size này là năm nay mình để trái được. Tàn nhánh nhiều hả chị ha? Ly xà là giờ hết ly xà đó, nhưng mà mình đi moi xa thì còn xa mới được một ít này. Hàng có... mới về nè mọi người. Có khoảng 60 cây thôi. Còn ship thì thêm chút mấy chục thì khi mà chị ship được chị sẽ ship. Thì liên hệ với chị Kim Lê, số phone trên màn hình đó. Cho giá shipping cụ thể và ngày ship nha mọi người. Tại giờ chỉ nhiều order quá, chị bị back order. Nên là chưa có ship được liền, có thể là tuần sau nữa mới ship được. Ủa mấy hàng sồi này sao chị? Sồi ken này nè. Em thấy sồi ken cây lớn này nè mọi người. Cây lớn này on sale 100 đồng. On sale 100 đồng mọi người, sồi ken, sồi ghép nha mọi người. Ăn cũng ngon lắm nha chị, on sale chậu 17 inch chị bán 100 đồng mà. Bông rất là nhiều. Rồi cái xoài này cũng 100 đồng. Xoài Ấn Độ. Xoài phi á. Manica vậy, Manila vậy. Sao chị? Manila. 100 đồng. 100 đồng cây to đùng rồi. Wow. 7 feet đó ha. Cỡ ở 7 đó feet. 7 feet đó. Cherry này á là 60 đồng. 60 đồng chậu giống 5 gallon á. Dạ, 3 gallon. 3 gallon. Táo này chay 866 nè. Bự lắm, cao lắm. Nó đang ra mầm hết rồi. Nhiều cây chị? Cái này á, tuần này chị on sale 120. Ồ, chị on sale 120 luôn. Cây này không ship tại nó quá cao. Bây giờ nó ra đẹp rồi, không có muốn ship nữa. Nó sẵn sàng cho trái à, nó cao khoảng 7 8 feet á. Nên là không có ship, pick up thôi 120. Đây chị cũng còn khế, cũng còn nhiều lắm. Đây có một cái cây bơ quá trời bông luôn. Bơ phun tề gì á. Bao nhiêu vậy chị? Cây này 150. 150 nha, tại cây lớn. Bông quá trời cây lớn. Cây trong chậu mà có 7 gallon mà nó bự lắm mọi người. Tại vì mình không có muốn sang chậu. Rồi cái này là White Sabote. White Sabote. Còn một cây đẹp thôi. 150. Cái gì mà Vermont gì không chị? Hay là cái loại khác? Osapuli gì đó chị nhớ không? Hồi xưa chị có nhiều cái trái mà cho thử á. Cái trái đó là mà to mà dẻo dẻo á. Bánh kem á. Bánh thì nó đó. Thì nhưng mà cái nó có nhiều tên lắm. Đúng rồi, nó nhiều loại à. Cái này là mình mất thác rồi, mình không có biết nó là cái gì. Còn cái táo Thái to đùng ở đâu vậy? Chị kia chị gửi bán á. Bao nhiêu vậy chị? Cái này nó mắc lắm.
này 250. 250. Yeah. Mắc lắm. Còn cái này gửi bán giờ mà mắc lắm. Ok. Thiệt. Mình có sao mình nói vậy, mình không có phải là cái này á là xài xe tượng. Xe tượng Đài Loan hả chị? Cái đó bao nhiêu? 150. 150. Dạ. Waze cái trái dâu tầm màu trắng, còn một cây 120. Cây dâu tầm trắng nó mắc hơn dâu tầm đen nhiều mọi người. Ở đây chỉ có mấy cái cây nho này là nho Nhật á. Nho Nhật màu đen không hạt phải không? Cái gì cum gì á? Dạ. Là 50 đồng một cây. Nó đang có đồng. Trái nè. Này nó có Kyoho gì trời tên Nhật nghe khó chịu quá. Đó. Đang có trái nè. Cái này là bông trái nè, 50 đồng. Lắc Sabote. Nè cái nhãn này hôm trước nè em lấy em đổi lại cái nhãn mới ai mua luôn rồi nè. Nó đó. Yeah. Cái bự. Cái này là 60 đồng. Sale 60 đồng cây nha mọi người. Dạ. Flaxote 80. Yeah, nó đã có bông mồi. Có một số cây nó đã có trái. 80 đồng mà. Dạ, năm nay nó chuẩn bị có nữa. Nè, cái này cái trái nè. Cây này có trái nè. Đó. Cũng 80 luôn hả chị? Có trái cũng 80 nha. Dạ đúng rồi. Thế thì 100 đồng. Thế cây bự 100 đồng. Trời bự, ơi. Thiệt là bự luôn. À, mình cao hơi bị cao nó quất ngay đầu ở già. Tầng này mình có hai cây này mình chơi game. Hai cây này của hai cô chú kia tặng bán để lấy tiền làm cơm từ thiện thì em thấy nó sánh sánh đẹp không? Dạ. Đó, cây này rất chỉ là kỳ chơi công. Chơi đấu giá ăn cặp đi. Dạ, thì đấu giá ăn cặp. Thì giá khởi điểm 20 đồng hai cây. Ok, 20 đồng hai cây. Bước giá 5 đồng. Đi theo bước cứ như là mình chơi cái cây 5 10 15 20 gì đó. Đến 20 đồng đến 25 30 đó. Thì tới 7 giờ tối ngày chủ nhật là hết. Ok. Ok. Thì cái này á là cái giá cuối cùng cũng là cái giá mà phi shipping luôn. Thôi mình để thứ hai đi, 7 giờ tối ngày thứ hai đi. Okay. Nhưng mà tại vì nó cũng không có nhiều lắm á. Dạ. Dạ, tại vì cái cây này cũng không có muốn nhiều tiền quá. Okay. Chủ nhật thôi. 7 giờ tối chủ nhật. Okay, dạ, tại vì không có muốn mất thời gian của mọi người. Giống như cái cây lan Úc hôm trước đó là mình 101. Dạ. 101 phi shipping luôn, San Jose. Thì cái cây này thì mình nghĩ chắc cũng 20 mỗi lần lên 5 đồng, 25, 70. Yeah. Một cặp nha mọi người. Một cặp này thì mình nghĩ là giá 100 đồng thì ok. Dạ. Dạ, nhiều hơn nữa thì mình cũng không muốn. Thật sự. Đúng rồi. Dạ. Đó là 100 luôn tiền ship. Một bụi. Dạ, nhỏ nhưng mà xinh lắm. Mình về mình thay vô cái chậu á, mình để trong nhà mùa hè, mùa Tết đó là nó ra bông vàng, nhìn rất là đẹp. Thì luật chơi giống như hôm trước, chị Kim sẽ free shipping. Thì giá khởi điểm là 20 đồng cho một cặp này free shipping. Chị sẽ ship. Giá tiền ship chỉ chịu, tiền ship mỗi cây này mình nghĩ cũng 30-40 là 80 rồi đó nha mọi người. Yeah. Tại vì tiền ship hơi nặng rồi nha. Yeah. Thì đó ai cái này mình cố bỏ cây thì mình bỏ cái tiền ship. Yeah. Mình giống như là mình bỏ tiền ship mình tặng người nghèo. Ví dụ mà khách tới được pick up thì đỡ cho chị. Dạ đúng rồi. Dạ pick up thì càng tốt. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà chị vẫn chị vẫn honor. Yeah. Giá pick up hay là giá bao ship cũng như nhau thôi thì mọi người bỏ cái bit lên đi khởi điểm 20 tới 25 30 35 40 đó. Đi đó. đi đúng giá mới được nha. Đi đúng mỗi lần lên là nó increments nó tăng lên 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng thôi mọi người. Chứ đừng bỏ 20 rồi thích mua rồi bỏ 60 thì nó không có đúng luật. Thì ở đây chị cũng vẫn còn tre này, ví dụ như cái tre này là 5 feet. Thì 5 feet á, là 250 cây, một bó 120 thôi. Bó 120? Có free shipping không? Đó là No. Cái này pick up. Ship thì tính khác, nhưng mà cái tuần tới này là chị hạn chế ship. Tại chị nhiều order ship á, chị làm không nổi. Chị phải trả cái hàng kia, tại mấy tuần trước lộn hàng, mất hàng tùm lum tà la, chị chưa làm xong. Cái này dám 5 feet hả chị? Cái này 5 feet, 250 cây. Còn cái 6 feet á, thì lẻ thì 1 đồng một cây, mà mua một bó thì 80 đồng. 5 feet mua một cái băng đồ khoảng 5 cây là bao nhiêu, mấy đồng? Cái này 5 feet á, thì 70 cent một cây. 70 cent ngay, thôi bán lẻ từng cây đi ha. Dạ, bán lẻ từng cây thì 70 cent một cây, muốn lấy bao nhiêu cây cũng được. Thì cho nó dễ đi, chứ bó... còn mấy cái dĩa trong chậu này cũng vậy, nó sẽ có giá từ 2 đồng, 1 đồng rưỡi, 1 đồng...
rồi tới 80 sen, 50 sen. Dạ. Yeah. Mình vẫn còn những cái này. Hỏi ruby chứ Ruby Đài còn. Loan. Ruby Đài Loan thì mình bán là 280 một cây. Cái Đài Loan trắng cũng vậy, bên này cũng vậy nè, mấy cái cây bên này mới bự nè. Này Đài Loan trắng nè, trồng xuống là có trái ăn liền, tại cây bự. Nó bự ha. Yeah, yeah. Cây rất là bự. Ở đây chị cũng còn trứng gà 80 đồng, pick up 80 đồng. Pick up 80 đồng mọi người. Yeah. Đây cây, ruby Lekima. Yeah, Lekima. Mấy cái này là năm ngoái nó đã có bông hết rồi. Mấy cái Đài Loan trắng này cũng đẹp quá chị. Năm nay là 80% là có trái. Đài Loan trắng thì quá bự luôn. Quá bự. Chưa. Mấy cái này á, này thấy em thấy không? Này nó là mùa này nó phát triển nè. Cây vậy mới cho trái ăn mới đã chứ. Cái này là cho trái liền luôn. Cũng 280 hả chị? Dạ 280. Dạ. Trắng với đỏ nó bằng dáng nhau. 280. 280. Uh-huh. À, chị còn cái này là Ruby Đài Loan mà loại trồng bằng hộp. Thì có loại trồng bằng hộp thì cái trái nó sẽ bự hơn. Và nó lâu có trái hơn chút xíu. Cái này nó mình trồng khoảng một năm, hơn một năm sau thì nó có trái. Thì cái này 120 một cây. Nhãn Hawaii, mấy cái cây này chị on sale đợt này thế nha. Dạ. 90 đồng. Ôi trời, cây bự gì bán 90 đồng hả? Chọn 15 cây lông. 15 cây lông. 90. Một lần duy nhất. Special. Dạ. Dạ, hôm nay thôi. Chị Kim, có cây nó gian không? Chưa có cô. Chị cây nó gian hả? Dạ. Chó sao không? Không sao. Dạ cô vô đi, cô đợi con chút. À, cái này là Suri. 100 đồng. Mấy cái này năm ngoái nó đã có trái nhiều lắm rồi. Seri 100. Yeah, seri cây bự. Cốc mấy cái ổi này là chị lấy về làm gốc ghép hả? Đúng rồi, chị ghép Thái Ruby. Thái Ruby. Yeah. Cái này là tuần sau chị bắt đầu chị ghép. Hôm giờ bận quá chưa có ghép được. Vừa luôn cắt xuống ghép Thái Ruby. Yeah. Úp đầu nó vô. Cái này có 90 đồng special cái video này thôi các bạn. Mình không biết chị, sau này chỉ có một lần này thôi. Cái 7-8 feet chị bán 90 đồng chơi vậy đó. Cái này 7 feet. À, chọn 15 gallon. Năm ngoái đã có trái rồi. Dạ. Dạ, năm nay nó bắt đầu. Còn cái loại 160 hồi bữa nó khác hả? Nó lớn hơn cái này không chị? Dạ, cái gốc nó bự gấp đôi cái này. Đúng rồi, bự. Dạ. Nhưng mà cái này cũng được rồi, em thấy cái này cũng trồng xuống là có 90 trái. Đồng là quá rẻ. Bông này. Này là mấy cái này là bông này. Cây cao trần dần luôn. Hơn 6 feet, còn 7 feet. Dạ. Còn mảng cầu Úc 2 này cây gốc bự này sao chị? Úc hả? Úc 2. No no, cái đó là một cây này á là Lisa. Lisa, Lisa. 150. Cái này là do thay đỏ cũng 150. Ok. Còn đây Lisa này á là 120. Chậu nó nhỏ hơn. Dạ. Yeah. Đó, 120 mà nó sum sê hơn, nó nhiều lá hơn cái 150. Tại mình không thay chậu thôi. Dạ, mình không thay chậu thôi. Chị đem lên bằng cái level chậu rồi chị biết. Bằng là bằng nó, lên nó, là nó cũng ngang ngang nhau. Dạ, yeah, tại không thay. Chứ lại đây lần này mình cũng có này nữa nè, do thái xanh cây đẹp đi không? Do thái xanh gốc mướt thì là mướt cũng 120 luôn hả chị? No, do thái xanh 100. Do thái trăm mà. Tại mấy cái này không thay chậu, thay chậu 15 gallon là bằng mấy cái size vườn bán 15 gallon. Ồ, có trái luôn kìa. Có trái luôn. Để do thái xanh nè mọi người, có trái luôn kìa. Đó thì 120, trời ơi, châu này nhìn nè, cái gốc này nó đã kìa không? Ha. Ôi, cái cây. Đã luôn, cái này sẵn chậu 15 gallon được rồi. Trồng đất liền được. Dạ, yeah, trồng đất, đất là đẹp nhất nè. Dạ. Yeah. Mình đào cái lỗ nó cũng không có bự lắm. Và nó cây nó mạnh nữa. Mùa này mà cây nó quá trời mạnh luôn. Cái mình cây mua về mình cắt đi cái mình tuốt lá đi là năm nay có trái liền. Cây này em nghĩ người ta để như vậy cũng 3 năm rồi đó. Cái gì mà nó bự. Ghép 2 năm rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà sao mà cái thân nó bự quá. Wow, yeah. Thân quá bự mà nó mướt ha. Cái, yeah. Mà cái đặc biệt chị thích cái anh này là biết sao? Anh ghép thấp. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh ghép thấp nên cái cây nó rất là mạnh. Cây tán đẹp ha. Tại vì thường thường ghép thấp như vậy là cái vườn á người ta thiệt dữ lắm. Dạ. Dạ. Tại vì nó không có cái chiều cao á, cứ khách cứ đòi cao nhưng mà thật sự ghép cao không có đẹp bằng ghép thấp. Dạ. Ghép thấp rất ghép là cao mạnh. Cây nó yếu nữa, nó phải nuôi nguyên cái thân. Cái anh này anh ghép cực kỳ đẹp luôn, chị rất là thích. Nè, thấy không? Liền mà gốc này, mướt thiệt ha. Rất là quá đã luôn. Dạ. Yeah. Đó thì cái hàng này là hàng đặc biệt nha mọi người. Nhanh lắm. 100 đồng nha. Không có nhanh nhiều tay đâu. Thì còn cái này là gốc to đùng nha. Gốc to ha. Gốc to mà cây khỏe này. Đây cái thân này, hai cái thân mà mỗi thân nó bằng một cái ngón tay là biết rồi. Chỉ có do thấy xanh là 100, còn Lisa 120, còn có Úc 2 gì không? Úc 2 cũng 130 nhưng mà chậu 15 gallon. À. Thì vườn chưa có giao. Thì giống như mấy lần trước á.
cái size Út 2 tính ra là nó thấp hơn cái này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Mà cái này tàng nhánh đẹp quá ha. Đẹp, quá khỏe luôn. Rất chi là khỏe. Do thấy xanh thì ăn nó dai. Còn cái cây nó đã. Nè mọi người, cây mà cầm lôi chơi rút ra đi. Rồi rút ra, chị giữ đi. Đó. Đó. Nè. Thấy không? Rồi, cây rễ nè. Trồng rất chi là khỏe luôn, rất chi là đẹp. Còn rễ không còn đất nữa nha. Yeah, cái này phải tưới liên tục chứ không thôi cây nó sụn lá liền á. Yeah. Cái này không. Là mình phải tưới liên tục nên là ok. Nếu như trong vòng một tuần mà mình không bán hết á thì là mình sẽ phải thay chậu. Dạ. Yeah. Kinh khủng quá. Chậu. Yeah. Toàn là rễ không. Cái này mua rất chi là lẹ nha, mua lẹ thì mới còn nha, tại vì cũng không hẳn là mình bán nữa mà là mình phải thay chậu để cho nó lớn, để cho cắt nhánh đi á. Yeah. Cho nó tưới. Như cái này á, là mấy cái này là vô chậu mà dáng đẹp nha mọi người, cho cây này dáng đẹp mà chị kia. Chị cũng thích mấy cái kiểu vậy. Cái kiểu này nè nó có hai cánh bự lên. Yeah. cắt đây một cái tuốt hết lá đi là bắt đầu mình để trái. Cái cây này mình để được cỡ 3 trái. 100 đồng mà gốc to đùng mọi người, tại chậu nhỏ thôi nhưng mà gốc to. Nè, nếu mà tính em thích chậu nhỏ gốc to cây đẹp mà giá rẻ đó. Đừng cây chậu bự quá. Dễ chở nữa. Đúng rồi chị. Ai cũng trồng được, cái này cô chú này lớn tuổi rồi trồng đều được hết, không có phải nhẹ nhàng á. Nhẹ nhàng cho cô chú anh chị mà thay chậu cho nó nữa. Cho làm rất chi là dễ, tại vì cái rễ nó quá nhiều rồi. Đỡ bưng bê nữa. Chở chiên chở về, thí dụ San Jose xuống pick up nó cũng dễ nữa. À, đây nhãn 160. 160. Mấy cây to đùng nha mọi người. To thì là to luôn. Cây như hôm bữa mình lấy một cây đó. Gốc nè. Đó, sum xê. Không có hàng này nó khác với cái hàng này chị Owen Sell Special thì cái này là cái hàng mình vô sau, cái hàng kia vô lâu rồi. Nó không có còn nhiều cái cây ấy, mình là cứ lâu cuối giống như cuối đợt á. Nhưng mà hàng kia 90 là cũng quá rẻ rồi. Dạ, 90 cũng rất chi là ấy. Thì ai mà muốn mà mua một cái cây mà về để trồng xuống đất liền thì lấy cây này, tại cây này nó nằm trong chậu rất chi là lâu, nhìn thấy không? Kinh khủng khiếp đó. Dạ. Đó. Cái này mình cái khủng nó cái trời ở rễ ra một đống ở dưới. Đó. Chị kéo nguyên cái thảm người ta lên. Trời ơi gì mà lủng tùm lum. Rễ không mọi người, cây ghê vậy trời. Rồi. Đó. Cây nào nó cũng bông đầy nha. Cái này chắc nó ăn lủng xuống cái chậu mà nó đi tùm lum. Trời ơi, cái cây Thái Du Vi này hôm nay nó ra. Đi chơi lên cái chậu khủng luôn trời. Cho nó bự quá, hồi bữa em thấy nó nhỏ vậy, chị Lâm nó bự quá. Vô chậu bự quá. Để chị chuẩn bị chip. Cái này có bán không chị? Không, để làm hàng. Dạ. Chị không mấy cây bự. Cái này chị để chơi ghép chui vô nè. Ghép chui đó. Còn cái ở dưới thì chip. Làm cái vàng lên, bỏ bầu. Thì bởi vậy chị mới lấy mấy cái cây kia nó nhỏ. Ai cũng có cái chơi hết. Rồi, ok, mình sell hết mấy cái trong này để mình dọn. Mình sell mấy trái trong cái greenhouse này. Ai mà lôi cái cây này là quăng qua đây vậy? Cây này bao nhiêu vậy chị? Cây này 80. 80 Valencia nha mọi người. Valencia. Ồ, Thái Ruby nè. Thái Ruby còn mấy cây nhưng mà cái này chắc chị để chị thay chậu. Dạ. Yeah. Tại vì cái này nó quá bự rồi. Lá nó nhiều nữa. Hàng này là bao nhiêu chị? Ok, tùy theo cây. 180, 160. Tùm lum ha. Tùy theo giá 150. Còn hai cây Thái Du Bì này của đợt trước này chưa có ship cho khách nè. Hôm bữa cho bán 130. Chưa có ship. Cây ghép nha. Yeah. Nhưng mà gốc to. Gốc bự. Chưa ship luôn hả? Cây này là Đài Loan không hạt. Đài Loan không hạt. Cây này 200. Mận bồ phun. Còn một cây duy nhất 80 đồng on sale. 80 đồng cây tốt nha mọi người. Đó, chị bán mận càng ngày càng rẻ. Giờ mận chị có nhiều lắm. Chị đâu trong này nữa nè. Mận Red Rocket. Mình còn một cây. Gì vậy? Giờ mới thấy cây này là cây ổi ổi nữ hoàng. Nữ hoàng. Bao nhiêu vậy chị? Cây này 150. 150 cũng lớn lắm nha. Đẹp ha. Giờ này mới sót một cây mới thấy đó. Có mấy cây xoài của chị giờ nó lên lại đẹp nè chị. Xoài cát Hòa Lộc còn 3-4 cây. Ok, ai nhanh tay thì lấy 50 đồng.
Cái gì? Xuống. 50 đồng luôn kìa mọi người. Có 4. Có 4 cây à? Dạ, còn 4 cây 50 đồng. Còn 2 cây đẹp 50 đồng. Chị dạ. Bán là chị dọn luôn hả chị? Dọn. Mấy cái này cây nào nó cũng mấy chân á, bây giờ nó ra lại thôi. 4 cây đó. Dạ. 50 đồng. 50 đồng. 50 đồng có cây xoài cát Hòa Lộc không ơi? Yeah. Mình ra ngoài hôm 14 mình mua cây xoài Philippines là cũng yeah. gần 60 và giờ 59 đồng mà. Dạ, yeah, khỏi phải ghép. Khỏi ghép. Còn đây mận Red Rocket. Bán không biết bán nhiêu trời. Ok, dọn vườn mà phải không? Dạ, yeah, dọn vườn. Dọn đấy. Vườn mà. Thì cái size mà chậu 15 gallon á, cái ở bên trong nó bự á, thì 150. Cái ở bên ngoài 15 gallon 120. Ok. Đây có một cây lý nè. 80 đồng. 80 đồng cây lý, cây mận Red Rocket, cây mà 15 gallon gốc to 150, còn gốc nhỏ hơn thì 120. 15 gallon này, thấy sum xê không? Yeah. Yeah, sum xê nó đang ra lá này, có thể là năm nay nó sẽ ra bông. Tại cái này chị dưỡng trong cái chậu này 2 năm rồi. 2 năm rồi đó. Năm nay nó làm mấy cái tượng này nó mới lớn nè. Thấy ra bông ra trái yeah. chưa chắc chị bán giá đó nha mọi người. Dạ. Yeah. Tại vì giờ dọn hết, dọn hai cái này để chuẩn bị chị ghép cây chị. Cái này cái mận gì vậy chị? Mận An Thái. Ồ, cái đồ này á nó khó trồng lắm. Em thấy không, chị cũng bỏ chung với một cái đám này. An Thái nó sợ lạnh quá ha. Nó khó lên lắm bởi tại sao cái giống nó hiếm. Đúng rồi. Là nó chết hoài à. Nó thiệt. Nó chết lung tung hả? Trời ơi, cái cây này là chị đền tiền nè, cái cây này là khách mua. Cái chị này chỉ quen chỉ mua. Chị này em biết luôn á. Mà chị nói chị là mùa này lạnh đừng mua, thế chị cứ mua thì chị trả tiền và chị gửi lại, chị làm chết của chị. Rồi bỏ chị tay. Phải bỏ tiền. Rồi xong. Gần 300 á chị. Đó. Cái này nó mắc tiền nó lắm. Nó khó trồng lắm. Bởi mọi người nói nó ngon mà tại sao nó mắc, là nó mắc là tại nó khó thôi chứ cũng không phải là ấy đâu. Cái giống nó khó già lắm. Đó, già nó chết, già chết vậy đó. Năm nay chị bị đợt là mận hơi bị nhiều đó, có cái chị kia gửi cây mận trắng cũng bị chết luôn. Mua mà không có chịu lấy về á, để chị cũng làm chết. Chơi, chơi vậy kỳ, có cũng có người mua em không chịu lấy về xong mới chết rồi, em đền người ta cũng không chịu luôn, tại sao? Mấy cây muốn cái cây đó nữa. Đó, ủa? Tại vì cái này nó... Ghép lên rồi nè các bạn, chị Kim ghép lên rồi nè. Chút nữa chưa cho em cây. Dạ, ok. Sầu riêng á. Sầu riêng. Sầu riêng. Mấy câu sầu riêng hả chị? Cái này, cái này nó cũng lên đây, lấy ghép lâu lắm mà bây giờ nó mới đắp đầu đẩy lên đây. Ghép lâu lắm. Riêng của chị này có 4 5 cái lá mà dâng tùm lum. Úi giời. Chính xác không? Chính xác. Nhìn nó đó. Thấy chính xác rồi phải không? Ghép giống bẫy vậy nó mới đã. Đó, chỉ có 2 cây, mỗi đứa 1 cây. Dạ, yeah, ok. Cái này An Phước. Ok, còn mấy cây An Phước này á là 50 đồng. An Phước 50 đồng. Này là dọn vườn nha. Nó dọn thì dọn vườn. Cái này cũng tâm hoa nè. Ồ, An Phước bán 50 đồng vậy? Ừ. Dạ, mình suy nghĩ là chị bán mận gì mà mận dạc. An Phước bán 50 đồng luôn. Nè. 50 đồng cây An Phước nha mọi người. Dạ. Còn cái cây lớn này ở trong là gì chị? Cây đó cũng An Phước luôn á. An Phước. Ai nhăn tay thì được. 50 luôn hả chị? Ừ. Nhức đầu quá. Chị dọn vườn. Dạ, chị bán chị cũng nhức đầu luôn. Còn cái này cũng 50 luôn hả chị? Cái xoài này. Ừ. Xoài gì vậy? Xoài cát á. Xoài cát đó. Xoài cát chỉ bán 50 luôn mọi người. Chị còn mấy cây đó. Rồi chỉ dọn cho sạch vườn nha mọi người. An Phước 50, cát 50. Dạ. Rồi. Cái này tâm hoa này, còn một cây tâm hoa này cũng 50 nè. Tâm hoa 50 hả chị? Uh-huh. Mận hồng tâm hoa hả? Mận xanh tâm hoa. Mận xanh tâm hoa. Chị có ghi tên dưới. Mận xanh tâm hoa. Đó, hồi bữa ai mà comment là mình lấy mua được cây mận xanh tâm hoa rồi không còn nữa thì hôm nay mình không có mua nha, mình để lại cho ai mua nè, 50 đồng nha. Hồi bữa mình mua cũng 70 đồng với 50 đồng. Dạ, yeah, tại vì lâu lâu nó sót á. Dạ, chị. Trong chậu 7 gallon luôn, khỏi phải thay. Chị bán cũng khùng khùng lắm. Còn thì chị dọn vườn là chị bán giá khác. Cây này là cây mận hồng Sóc Trăng, cũng 50. Dạ, yeah, cái trong cái khu này có một số cây chị sẽ bán 50. Trời ơi, bán gì rẻ vậy? Ừ. Mận hồng Sóc Trăng bán 50 chơi vậy? Rồi, cây này là biết cây gì không? Cây ổi. Ổi mật thủy đào á. Mật thủy đào, bán 50 luôn hả? Không phải rồi. 50 cây nhỏ. Bán 50, mật thủy đào 50 luôn mọi cái người. Cây này được biết được chứ mua nhiêu không? Bao nhiêu? 80 đồng. Vậy bán lỗ 30. Năm rồi đó. Một cây mận gì vậy chị? Mận đó là mận mận hồng Sóc Trăng. Hồng Sóc Trăng 50 luôn hả? No, cây đó bự hơn, cây đó phải 80. 50 nữa là khỏi bán. Yeah, khỏi bán. Khỏi có vốn để bán. Bán linh tinh quá. Yeah, bán linh tinh quá bị chửi. Yeah. Còn mấy cây ổi Thái nè, mùa này nó ra lá lại nè. Thái này thái gì vậy? Thái trái dài em. Thái dài.
1, 2, 3, 4, 5, 120 một cây. 120 cây, cây thấy ly không hạt nha mọi người. Dạ, yeah, cây này, cây trong này đẹp nữa ha. À, cây đó đẹp á. Cây đó đẹp. Thấy ly không hạt. Dạ. Ồ, đẹp quá mà. Ừ, nhánh nhiều. Yeah. Mùa này nó đã ra rồi. Cốc 50. Cốc 50 trái đầy nha mọi người. Đấy. Cái này nó đang ra bông nữa nè. Dạ. Này là mận ngọc sóc trăng không chị? Mận đúng rồi, cái lá này em biết mà, màu xanh á. Này bao nhiêu? Cái đó 80. 80. Yeah. Có mấy cái gốc xoài mà ai mà muốn mua gốc thì ghép á, tại làm miếng ghép. Gốc bự này. Dạ. Yeah. À 40 đồng. 40 đồng. Ủa cái này nó chết cái mắt ghép rồi giờ. Chết mắt ghép rồi, rồi bán cái gốc thôi. Bán cái gốc thôi, 40 đồng. Tại vì có một số người người ta sẽ thích cái gốc. Đó. Thì ở đây cũng có cây lý An Phước. Nói chung là mấy cái An Phước trong này á thì nói mình bán 50 thôi. Yeah. An Phước 50 mà mọi người. An Phước 50 rồi nãy chỉ bán cái gì 50 nữa em quên rồi. Tam Hoa cũng 50 luôn. Dạ. Yeah. Hôm nay là special sale mận nha mọi người. Rồi xoài, xoài cũng 50 luôn, xoài cát Hòa Lộc á còn lại 4-5 cây chỉ bán 50 luôn. Đào đá nè, còn một cây 50 nè. Ồ công nhận mấy cái mận này nó cũng ok, nó nhỏ vậy nên mà nó còn ok. Cây còn tốt hơn em nữa, hồi bữa em lấy cây hồng đầu đá về giờ lá nó cũng hết trơn. Cây này tốt hơn á. Ok hơn là cái An Thái ha. An Thái trời ơi, kinh khủng thiệt luôn á. Chị sợ cái thằng đó luôn á. Nhưng mà An Thái của em nó vẫn sống, tại An Thái của em là em mua cây chiết từ San Diego, nó quen rồi. Hơi khô. Xài cát Hòa Lộc vậy á. Dạ. Nhã là qua luôn. Rồi nó bay nó đá luôn con gà. Dạ. À 160 chị. À đây Châu cho mọi người coi cái này. Ổi mật thị đào với lại nữ hoàng. Thì những cái cây này là tuần này là bắt đầu chị ship ra. Chị trả hàng cho khách đó. Dạ. Yeah. Này là ship ra được rồi. Này chiết ra lâu rồi phải không chị? À hả, lâu rồi. Nó là ngày vô chậu là ngày 5 tháng 1. Nhiêu cây mật thủy đậu thì nữ hoàng chị? À 100 đồng. Pick up hả chị? Dạ. Pick up 100 đồng. Tại vì cái này là mình nhận order trước á, yeah, thì là mới là được 80 đồng, nhưng mà bây giờ là mấy cái người mà không có order á thì tới pick up á thì là 100 đồng. Đó, ví dụ như cái này là nữ hoàng này, em nhìn nó đẹp á ha. Vô, à, gốc bự ha. Dạ, yeah, vô chậu từ ngày 1 tháng 5 đi ra. Mật thủy đào là bên này. Ủa nhưng... mai Việt Nam. Ôi trời, ôi, bạch mai nè mọi người. À dạ, cái đó là cái gì ta? Người ta nói là mai hai màu á. Mai hai màu. Dạ, yeah, nó có vừa màu vàng vừa màu trắng. Dạ. Yeah. Thì ok mai được này. Cái này là cái gì vậy chị? Linh sam lá nhỏ. Linh sam lá nhỏ. Mai được này là 50 đồng. Special sale luôn. 50 đồng cây mọi người. Ai lấy cây bông này cũng 50 luôn hả chị? Lấy cây này nè cho. Ủa mà cây của chị cây nào cũng có bông hết mọi người. Nó nóng lên rồi. Chút gì lấy cây này cho nè. Đẹp ha. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Nè, cho đó. Tặng đó. Anh Kiều. Cây đẹp không? Cúc thọ cắt, hương. Cắt thì mùa cắt này cắt thì nó ra lên lại. Yeah. Đó, 50 đi. Đồng. Đó. Đi ra. Nó 50 đồng mọi người. Hư cái cây. Đi ra. Cái con này đó thì cái mai trong này nó có nhiều loại lắm, nó có cúc thọ hương, hoa hồng đồ này kia là 50 đồng hết. Đi ra. Ok. Sao tuần này cái gì cũng 50 vậy, sao nó hôi quá vậy? Đi ra. Tuần này cái gì cũng 50 hết. Đi ra. Chị đi sáng giờ nó mới về nè, nó mới thấy nè, rồi nó mừng á. Ok, té bây giờ. Táo tàu mùa này mới bắt đầu ra nè. Cái này là cái gì vậy chị? À, chị có Honeycha. Honeycha. Honeycha rồi. Sugar cane đồ hết luôn hả? Uh-huh. Cũng có ít lắm. Nho. Cái nho này á thì 40 đồng. Cây bự lắm nha mọi người. Yeah. Nho xanh hả chị? Nho xanh. 40 đồng. 40 đồng. Xài cát Hòa Lộc trong này, đợi con chút nha.
Đó thì tuần này mình có những cây điêu như vậy. Đó. Cây này ra ngắm đẹp ha. Cây này cúc thọ hương. Đấy. Nó uống xong rồi nó đi theo tầng ấy, phải không? Tại vì cắt vậy thì nó đi theo tầng á. Em uống nó rất là đẹp nè. Ừ nha. Thế theo tầng nó ra ấy. Cái này á, là chị Kim tưởng nó ngủm mà chị cắt rồi nó lên là nó te tua mà nó lên sóng rồi. Vậy mà bây giờ nó ra tầng giống như là một cái tùng á, thấy không? Đúng rồi chị. À, đẹp ha. Vậy là bonsai. Vô tình. Cho vô tình làm được bí quyết. Hay vậy hay. Tưởng nó ngủm mà nó sống vậy. Yeah. Đó thì tuần này mình có những cái sale như vậy, với lại sẵn đây cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ và chờ đợi chị. Mấy tuần vừa rồi chị bị giống như là bị accident về cái ship á, nó bị khó khăn. Nên là có một số ship mà chị ship hơi trễ á, mà chị không có bị hối nhiều như những người khác. Thật sự khó là khó chung chứ không phải mình chị. Yeah. Mà những người khác là trời ơi bị hối, bị rất chi là mệt mỏi. Nhưng rồi mà bị giang hồ nào phá trên Facebook nữa. Không biết nữa. Rảnh rỗi xin ông nội. Đó nên là mình rất chi là cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ và chờ đợi mình. Với lại là sẵn đây cũng cảm ơn một số cô chú anh chị đã chung tay góp sức cho cái việc mà nấu cơm từ thiện. Yeah. Yeah. À, cảm ơn cô nhiều tên quá giờ nhớ này. À, chú Hùng nè, có chú Hùng nè, anh Lâm ở San Jose, với lại cô Thủy và một số cô chú khác đã chung tay giúp sức với con để ủng hộ mọi người. À, thật sự là con rất là cảm ơn những cái tấm lòng đó của cô chú thay mặt những người nghèo, những người bệnh á, ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với lại bệnh viện Chợ Rẫy, thì rất là cảm ơn mọi người. Thì con á, là nấu cơm mỗi tuần, một tuần là sẽ nấu từ 400 tới 500 suất cơm cho những cái bệnh nhân ở hai cái bệnh viện đó. À, thật sự ra là chị cũng muốn làm những bệnh viện khác. Yeah. Nhưng mà không có làm được là tại vì những cái bệnh viện khác người ta không có cho mình vô trong bệnh viện để phát phiếu cho bệnh nhân. Có thể là cái chỗ người ta không có giống như là người ta không có cái trật tự á. Tại vì mỗi lần phát á thì rất chỉ là đông người. Đó nên là chỉ có hai bệnh viện lớn là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với lại bệnh viện Chợ Rẫy là cái nhóm của chị mới vô đó phát cơm được. Đó thì rất ghi là cảm ơn mọi người đã giúp sức, đã ủng hộ và có một cái tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người nghèo ở quê hương của mình. Dạ. Yeah. Nay em cũng có đem cây ổi xá lị Việt Nam loại ngon đó, em chiết, em cũng muốn làm từ thiện luôn, cũng okay. Muốn bán khoảng 60 đồng để nhưng mà để một hai ngày nữa bạn em có chuyến lên em gửi lên cho chị. Okay, chào. Hôm nay em lấy ra khỏi cửa nhà rồi mà em quên pick up nó vậy, nhưng mà sẽ có. Yeah. Rồi, em ủng hộ. Ok, cảm ơn Châu luôn. À, cảm ơn Châu đã luôn giúp chị và nói chung là một cái cầu nối kết nối giữa chị với mọi người. Chúc cho mọi người á là luôn luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Dạ. Yeah. Thank you. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Người nhiều nha. Yeah. Nếu thích video cho một like, đăng ký kênh, chia sẻ nha. Cái em này nó giỡn nhưng ngủ luôn. Mệt. Cảm ơn chị Kim. Dạ, yeah. Yeah, bye Châu. Thank you. Hai các bạn. Dạ, yeah. Bây giờ mình chốt được mới này nè mọi người. Từ chị Kim Lê Garden nè. Đây, quá đã luôn. Đây, cây đẹp mà giá phải chăng. Rồi là rẻ luôn đó. Quá đẹp.